Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Chiến Gia Lai. Và đây là hình ảnh bác thợ cưa đang còn lên một cây để cắt cây sao xanh từ trên cao nha các bạn nhé. Đấy. Thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bác thợ này cắt cây như thế nào nha các bạn. Mình đưa lại gần xem cho anh em xem rõ hơn. Cái sao này cao ở tầm 30 mét. Bây giờ sẽ tiếp tục mẹ mấy cái nhánh của cái sao này nha mọi người nhé. Phải mẹ nhánh đi thì mới cắt được cái tan này xuống được. Trời bây giờ rất là nắng luôn, còn gần 10 giờ rồi. Người cưa cây mà cưa trên cao này khá nguy hiểm mà mọi người. Bây giờ sẽ cột dây để cất nguyên cái tàn này vào phía trong này nha mọi người. Nguyên cái tàn này cho đổ vào phía trong này. Đó. Trong này là vườn cao su. Khá là nguy hiểm.
Rồi là dứt được cái tan của cái sa xanh nha mọi người ơi. Hai ba bắt. Trời ơi là trời. Đứng đây đây nè, dặn dặn chút. Tí để tao không biết nhiều cơn nữa cha. Rồi đẹo đấy, nguyên đi qua là ghê. Hả? Phí đâu được. Cái này có phí không? Giờ phí sao? Leo qua cái đó như sao? Bây giờ đang còn vứt dây sang. Bây giờ cứ hạ mấy tan cái sao này, bây giờ bạn đang vứt sợi dây sang bên kia để treo lên hạ tan cây dầu nha mọi người nhé. Đấy, cây dầu này khoảng 40 mét. Rồi ok là lên đâu. Bây giờ phải môi một cái dây lên đấy. Đi tốt cho bạn ấy. Đi tốt. Bây giờ cũng rất là trưa rồi. Trời nắng. Bây giờ đang mồi một sợi dây lên để giữ phải. Nãy tính đu rồi, chắc không đu nữa. Tí nữa xuống cắt cho mấy cây này xong người ta kéo lên rồi. Mấy cưa bự luôn. Mấy cưa bự nó mang mấy cực á. 250. Hồi nãy mấy cưa nhỏ xíu rồi. Đây là 250 mà hay là nhỏ em. Không, cái này nhỏ hơn. Để nó bay vô chứ. Mở miệng sao nó bay. Chiến đu được. Cái tay.
né mà lại sang sang đấy sang bên kia. Video cơ cây so xanh của mình ở đây cũng tạm dừng nha mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và xem video hôm nay. Rất mong được gặp lại quý vị trong những video lần sau. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị nhé.